bay ra quánh hay gì. Hồi lên thôi mọi người ơi. Dướng giò gọi gãy cây à. Hả? Không có. Ý nó leo gồi. Thấy không mọi người? Khói lửa đầy đủ được heo bông này hùng dữ lắm nè. Nào leo gò mình nó bắt một là không có mặt gì, từ từ không chưa chân nó xui không không mọi người. Cái này khá là mục đấy. Ông mấy bạn hồ con bự kìa. Má nhiều vô đó lên cho ăn hành thiệt các bạn ơi. Ông mày đóng đô tế 3 tháng anh Phẩn. Đóng 20 ngày à. Khá là bự. Mình phải thêm khó các bạn ơi. Quýnh quá trời. Chưa biết. Thì tình hình là lên nó cho ăn hành quá trời ơi. Có mặt kìa mà ít. Ồ, má đóng khồn dữ ta. Có mặt mọi người ơi. Hùng hùng sợ rồi ta. Mấy mũi rồi nè. Có mặt nhưng mà cũng ít à, không nhiều. Đánh có nhiều cái nào các bạn cũng bình tĩnh các bạn. Thể của ông là vậy đó, nó hung chứ đó. Rồi, mình phải đi cái giai đoạn khó nhất này bạn. Ra chút mình lấy mặt mới được. Có mặt các bạn ơi, mặt cũng không nhiều hung. Con bự quá mà ít quá. Các bạn, thấy không?
quá anh Phượng ơi. Hùng quá. Đánh phải nói sắc mặt luôn. Sao? Ông quen các bạn ơi, chịu đựng được tình huống này. Giờ mình gặp hai bên trước nha. Hỏi cái đuốc kìa các bạn ơi, quýnh quá. Quýnh phải là thấp, sắp mặt cái pha này. Thấy không? Đầu mặt này. Lần thấy không? Cũng chắc cỡ ba sĩ. Các bạn ơi, ôi lần sau mới nhiều. Đánh hơi bị bộn rồi đấy. Xuống nữa các bạn ơi. Ông này hung quá. Ông có hai giai đoạn các bạn, một là gạo ông, hai là giai đoạn xuống đó các bạn. Giai đoạn nào các bạn cũng phải bình tĩnh kỹ mới được. Tại do nãy nhà không ăn hơi mập các bạn thấy không ông, khá là to, lần sau mặt mới nhiều các bạn ơi. Ông đóng khoảng hai mấy ngày. Lần sau mặt có nhiều các bạn, mà ít quá. Do lại à, nó quýnh chừng chục mũi à. Ngẫu ơi thôi rồi không có còn nguyên, nhưng mà nó hơi rồi, nhưng mà một là bị đánh quá, hai là không dám ra sao á, xuống lại có vẻ cây nhóc trơn. Thế này không qua ông ơi, không có đâu, không mặt đâu, không qua. Tôi vừa leo, tôi vừa quay phim. Kỹ ạ. Má đánh lụm chân trời. Không còn. Cái phiên đứng bên phiên nó xàm chơi với hay lâu. Rồi anh dễ xuống khó á. Thế ơi.
thế rồi. Gì? Ủa ông đó ông mặc ít xỉu à? Má cây bụi dưới trời. Sao? Không vừa, ông vừa bắt không được. Mà đục ra mới được. Gì? Ông đó ông cục điện. Không phải ông này đâu. Còn ông đóng cục điện nhà anh á. Nó nhỏ hơn. Mặt ba xì. Một cái hình con bông qua. Cái bông xô đem theo rồi sao đựng. Thôi, cái bọc đựng đủ rồi, đem hai cái lên theo. Không này đóng mới 20 ngày à. Ông thấy là lỗ ông nó đến lâu rồi đó. Đục hay lụm cái xì hưởng con nào. Mình mấy cho thằng hết biết rồi. Trời ơi đụng rồi. Vụ này nữa. Cái dầu gì mà rớt, dầu gì nó hôi dí vậy. Gì mà đánh đã. Má nó hôi gình luôn á trời. Thôi. Coi như clip kết thúc nha bạn, tạm biệt mọi người. Nó biết có quay không hay nãy giờ tầm vàng. Quên nó.